xin chào các bạn trong video tiếp theo này mình sẽ phân tích về đồng khách tại vì cũng nhiều bạn muốn mình phân tích thêm và ba mình cũng đầu tư rất là mạnh vào đồng khách nên khi mà giá rơi thì cũng khá là lo lắng trước khi bắt đầu video mình xin nhắc lại mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm của mình trong thị trường và không được cho là lời khuyên đầu tư đầu tiên là mình xem không ngày không một giờ sau đây các bạn không một giờ thì không một giờ có một kênh hến rất là rất là dài từ cái vùng là 21 rồi thẳng xuống vùng là anh à đây là không ngày rồi sau đây các bạn đây là không một giờ nè thì mình rơi giá rất là mạnh khi mà Bitcoin rơi giá tại vì có thị thông, thông tin không tốt về thị trường mình đã phân tích trong video về Bitcoin rồi thì khách thì cũng sẽ rơi theo thôi tại vì uh, đấy là điều tương nhiên các bạn trong thị trường này, đồng Bitcoin là đồng chủ đạo Thì khi mà Bitcoin rơi giá thì tất cả cô sẽ rơi theo 99% các bạn nhé Thì đồng cách thì sẽ không có gọi lệ như vậy Thì mình xem là cách rơi như thế nào Rơi sâu xuống nhất là 28 đô 28 đô các bạn Đấy và đã, đã bắt đầu lên lại rồi Bây giờ mình qua khung ngày để mình có thể xem rõ ràng hơn Mình sẽ phóng to lên phóng to video lên đấy thì uh, mình sẽ có đây là đường trung bình 21 và đây là đường trung bình 50 ngày 21 ngày và 50 ngày thì mình đã rơi thẳng cánh quả bay từ đường trung bình 21 thẳng xuống này gần động luôn đường trung bình 50 ngày này tại vì đấy do bitcoin bị rơi giá kinh khủng luôn bitcoin bị rơi rất mạnh các rồi có lúc xuống 46 000 đô và bây giờ là hồi phục thì uh, bây giờ mình sẽ dùng Fibo đo là nếu mà bitcoin đi à, đo, khách điều chỉnh thì sẽ điều chỉnh như thế nào điều chỉnh mạnh đến bao nhiêu mình sẽ đo từ vùng này kéo qua rồi ok Đấy, đây đây là một cái vùng hỗ trợ rất tốt các bạn nhé là cái vùng là 26 27 đô gì đấy Tại vì đây là vùng rất tốt của Fibo và một vùng nữa là cái đường trung bình 50 ngày này đấy là phối hợp cả đường trung bình 50 ngày nên mình nghĩ là điều chỉnh xuống đây là sẽ là tối tối đa để sẽ xuống đây khó có thể đi xuống sau hơn được nữa đấy Tại vì đây là đường hỗ trợ rất là tốt đấy nên là nếu mà trong đường hướng hú 6 các bạn nhé Là xuống dưới này Là khoảng 26-27 đô Là không xuống được nữa Đấy, Nếu mà xuống được nữa thì mình sẽ mua thêm Nhưng mà nếu mà từ đây lên thì sẽ không mua nữa Đấy, Đó là tình hình uh, 6 Tại vì các bạn có thể xem là Trong quá khứ này mình điều chỉnh xuống đường 21 này, 21 ngày xong mình lên xuống lên còn sâu hơn nữa là mình xuống cái đường trung bình 50 ngày này trong quá khứ mình cũng chưa động hẳn mình chỉ gần đến thôi này. gần đến thôi này xong rồi mình lên lại nên nói chung là cũng mình nghĩ là cũng không có gì lo lắng có cái đường hỗ trợ rất là tốt đây rồi thì mình sẽ đo là nếu lên mình sẽ lên được những vùng nào mình sẽ dùng Fibo đi Fibo extension mình đo Lên này Kéo ngang qua rồi ok Thì mình sẽ thấy là những vùng là Vùng này đi 50 đô này Mình còn phá vỡ cái này Đấy Sau khi phá đỉnh cũ mình sẽ Cần phá cái vùng này để lên là 50 đô này. Sau đấy thì mình sẽ lên tiếp là 64 đô. Đấy. Thì mình sẽ chờ đợi xem. Tại vì theo như phân tích của mình ấy, mình nghĩ là tháng cuối tháng tháng 5 này Bitcoin sẽ đột phá. Cuối tháng 5 hoặc là cùng lắm là đầu tháng tháng 6. Đấy. mình nghĩ là đấy cuối tháng 5 hoặc là đến đầu tháng 6 thì Bitcoin sẽ sẽ tăng trưởng là mạnh phá đỉnh cũ thì cách sẽ ăn theo các bạn cách sẽ cũng như vậy cách thì sẽ nếu mà Bitcoin tăng trưởng mạnh thì cách thì mình nghĩ khả năng cao phá cái vùng 50 50 đô này và lên trên cái khoảng không này là rất là cao trong tháng năm hoặc tháng 6 này Đấy đó là suy, suy, suy nghĩ của mình thôi các bạn nhé, không không biết là chắc chắc không. Rồi bây giờ mình sẽ xem là chỉ số stock, chỉ số RSI AI, AI thì sao? thì chỉ số RSI sau khi mình điều chỉnh xuống đây, các bạn có thể thấy là mình có một đường hỗ trợ rất là tốt này, là đây là cái vùng à, khoảng bốn 44 bốn của chỉ số RSI. 44, 45 gì đấy. Đấy, sau khi đời xuống này, đã lên lại này. Đấy, đây mình nghĩ là vùng hỗ trợ khá tốt, thì qua rất khá, khá, nhiều điểm. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. Còn uh, mình xem là chỉ số stock oil thì sao? Chỉ số stock oil thì mình vẫn đang ở vùng là quá bán. Đấy, quá bán các bạn, giống như ở đây này thì mình sẽ kỳ vọng là sẽ đảo, đảo, chiều phải lên lại đây thì với cái khoảng cách bây giờ mà để lên lại đây ấy, mình nghĩ phải mất khoảng 1 đến 2 tuần khoảng 2 tuần tại vì khi mà lên được đây ấy, cái đường mình cần thứ nhất là cái đường màu xanh này vượt qua đường màu đỏ và lên được cái vùng 20 của chỉ số stock size thì lúc đấy sẽ bùng nổ các bạn thì mình xem là đây này trong quá khứ này là lúc này là ngày 20 tháng 4 Đấy, thì mình đo là 24 tháng 4 sau khi mà chỉ số stock RSI lên thì mình sẽ lên như bao nhiêu? 20 tháng 4 nhé, mình sẽ đo nhé. Mình sẽ 20 tháng 4. 20 tháng 4. Đây, đây là 20 tháng 4 này. Đấy, đo lên. Đấy. mình tăng 109%. Rất là kinh khủng các bạn. Rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, nên mình sẽ quan sát cái 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 chỉ số này, stock R này. Đấy. Thì khi mà lên lại đây là khả năng là là, là, là khách lại nổ một đợt tăng trưởng rất là mạnh nữa. À, tăng gấp đôi luôn. Đấy, thì mình sẽ chờ đợi trong tương lai. Thì thứ nhất là mình phải phụ thuộc vào Bitcoin các bạn nhé. Bitcoin phải hồi phục và tăng giá mạnh mẽ thì cách mới ăn theo được Đấy. Bây giờ mình sẽ qua xem uni Swap thì sao Đồng Uni hôm nay có điều chỉnh mạnh không Thì đây là không một ngày của đồng Uni Thì các bạn thấy là y như là là bên uh, khách thôi cũng vắng điều chỉnh xuống Mà Uni điều chỉnh mạnh hơn các bạn Tại vì Uni điều chỉnh thẳng xuống luôn cái đường trung bình 50 này Xuống sâu luôn hơn này này các bạn thấy này đấy hai cái nến luôn hai cái nến ngày luôn ngày hôm mấy ngày trước nè ngày hôm nay lại điều chỉnh này trong khi cách cách thì giữ giá rất là tốt này. chưa động luôn cái đường trung bình đường trung bình luôn đã lên lại Đấy. nên cách phản tốt hơn là uni nên cách điều chỉnh như thế này rất là bình thường các bạn nhé các bạn thấy là uni điện còn mạnh hơn nữa đâm cải xuống dưới cái đường trung bình 50 ngày luôn Đấy rồi ok thì mình sẽ qua xem lý do vì sao đồng khách mình nghĩ là cũng khó khăn là vì các bạn có thể thấy là khi dùng đồng khi dùng sàn ban khách ấy, mình đang bị là chi phí ga ga phải trả thêm chi phí ga thì mới có thể uh, cái lệnh giao dịch mới có thể hoạt động được và đây khi các bạn vào trong uh, twitter thì rất là nhiều bạn cầm lên là À, bị mất phí ga khi mà những cái transaction bị fail là phải mất vẫn mất tiếp phí ga các bạn nhé. Đây. có nghĩa là khi mà mình uh, uh, mua bán đi mà không không transaction không, không hoạt động ấy thì mình vẫn mất phí. Đây. nên các bạn muốn không mất phí thì tốt nhất là nên tăng cái phí ga lên. chứ không mà uh, transaction mà fail là cũng sẽ mất phí và rất là nhiều bạn là, là cầm lên về về ban cái về cái gọi là quá tải tại vì hiện giờ hệ sinh thái của ban smart trên đông quá tải các bạn chạy rất là chậm mà muốn chạy nhanh thì mình phải tả phí ga cao hơn mà đấy thì rất là nhiều nhà đầu tư là không vui rất là không vui đấy. nên nói chung là sẽ Ban cái swap mình nghĩ là sẽ gặp một tí khó khăn trong uh, trong tương lai một tí. Mình nghĩ là là, là đội đội của Ban cái swap sẽ là, sẽ có cách để mà khắc phục khắc vọng cái điều này. Đấy. thì uh, khi mình so sánh với mã DeFi của Ethereum thì mã DeFi Ethereum cũng giảm rất là mạnh. Tất cả những cái đồng này đều giảm rất là mạnh các bạn. Này, Uniswap này, giảm này, giảm này, tất cả đều giảm giảm rất là mạnh. Nên bên Binance Smart Chain cũng giảm như thế nên thì cũng rất là bình thường, không có gì là là, là lo lắng. Bên Binance Smart Chain bây giờ là có 47 tỷ lock in thâu và lock. Thì giảm với hôm trước là 51 này bây giờ là 47 giảm chỉ có 4 tỷ thôi. Còn bên uh, Ethereum thì mình xem giảm bao nhiêu. Lúc trước là 86 này. Bây giờ là 78. Là giảm gần 8 tỷ là gấp đôi. Đấy, nên điều mà khách giảm một tí như thế là rất bình thường các bạn không có gì phải lo lắng. rồi ok đấy là cập nhật nhanh của mình về tình hình của khách nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để có động lực làm video. xin chào tạm biệt các bạn.